Xin chào bạn, mình là Doris. Chào mừng bạn đến với series podcast Bình An Giữa Những Ngổ Ngang. Đây là tập thứ 12 và cũng là tập cuối của bọn mình trong season 1, phần 1 của series podcast này. Không biết có nên gọi đây là tập 11 cộng không? Thứ 6 tuần trước khi kết thúc podcast thứ 11, làm sao để tìm được một nửa? Tâm trạng mình lơ lửng thế nào? Mình có cảm giác chưa nói được những chuyện cần nói. Mình đã dắt bạn đi một vòng thật xa mà chưa đưa được bạn đến chỗ cần đến. Cảm giác lơ lửng này kéo dài tận mấy ngày. Mình không biết podcast vừa rồi có gỡ được cho tâm trạng của ai đó không. Bạn thông cảm cho Doris nếu mình hơi lan man. Làm sao để tìm được một nửa là câu hỏi khắc khoải của tất cả những bạn trẻ đang đi tìm tình yêu. Câu trả lời không khó như ta tưởng. Tình yêu không phải là điều xa xỉ. Tình yêu là nhu cầu thiết yếu của tất cả mọi người đang sống trên địa cầu này. Đừng để bạn tự lừa dối chính mình khi cho rằng đau khổ là chuyện đương nhiên, hoặc có lẽ ta được sinh ra để dành cho cô đơn. Điều đó không đúng đâu. Câu trả lời đầu tiên làm sao để tìm được một nửa, đó là bạn phải tin là mình được tạo dựng nên để hạnh phúc. Khi Chúa dựng nên người nam đầu tiên là Adam, Ngài đặt ông trong vườn Eden, nơi có mọi thứ tốt nhất, có cây cối trường phú, động vật đa dạng, phong cảnh tuyệt vời. Vậy mà Adam vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó. Chúa phán: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ dựng nên một người để giúp đỡ họ. Thế là Chúa lấy xương sườn của người nam để nắn lên người nữ. Hôn nhân không phải là ý tưởng của con người để tự ràng buộc nhau. Hôn nhân cũng không xuất phát từ nhu cầu của xã hội để gia tăng dân số. Hôn nhân là ý tưởng của Chúa, được thiết lập bởi Ngài, là giao ước của một người nam và một người nữ. Tại đó, con người tìm được hạnh phúc. Vì Chúa dựng nên bạn, Ngài biết người phù hợp với bạn. Mình tin chúng ta đã phức tạp hóa vấn đề khi tự đặt ra những tiêu chuẩn xa xỉ, tìm kiếm tình yêu nơi ồn ào, vội vàng mắc sai lầm, gây tổn thương cho nhau và kết thúc với nhiều hối tiếc. Nếu bạn đang mắc kẹt trong hối tiếc và sai lầm, hãy đến với Chúa. Hãy dâng cho Ngài mớ rối bời của cuộc đời mình trước khi có thể bước qua chương mới. Bạn biết không, ta thường có kỳ vọng rằng khi ai đó đến, họ sẽ lấp đầy chỗ trống, bổ sung phần thiếu của mình, sẽ là câu trả lời cho mọi nhớ thương, sẽ khiến cuộc đời ta được hoàn hảo. Nhưng thực ra chưa phải vậy. Yêu nhau chỉ là bước đầu, đi tiếp với nhau đến cuối chặng đường mới là điều quan trọng. Điều thứ hai, mỗi người có một câu chuyện rất riêng về hành trình của mình, về chuyện tình yêu, về cách họ tìm được một nửa của nhau. Mình từng nghe người ta nói rằng bạn bè friend zone thì không thể yêu nhau được vì cả hai đã quá thân. Nhưng mình và chồng là hai người bạn thân lớn lên với nhau từ khi còn nhỏ. Mình cũng nghe người ta nói rằng những cặp đôi yêu nhau từ khi còn nhỏ, từ khi còn trẻ thì thường không bền. Nhưng mình có một người bạn gặp người yêu của mình từ năm lớp 9, rồi sau đó cả hai đi du học ở hai nước khác nhau. Nhiều chuyện xảy ra, cuối cùng họ cũng đến được bên nhau và hạnh phúc cưới nhau. Mình cũng nghe nói yêu qua mạng chỉ là phù phiếm. Nhưng mình có ít nhất 4 người bạn tìm được chân ái của cuộc đời mình qua ứng dụng hẹn hò trên mạng, và họ vẫn đang hạnh phúc với nhau cùng với con cái cho đến tận hôm nay. Mình thường nói Chúa là tác giả đại tài. Bạn có thấy một tác giả tài năng nào viết hai cuốn sách giống y chang nhau không? Không. Vì nếu người ấy tài năng, họ sẽ viết rất nhiều cuốn sách và mỗi quyển một nét hay riêng. Nếu bạn để Chúa viết nên câu chuyện của cuộc đời mình, Ngài sẽ để vào đó những tình tiết riêng chỉ dành cho bạn, một câu chuyện rất riêng, một hành trình rất đặc biệt. Vậy nên đừng so sánh, cũng đừng nóng ruột. Mình nhớ khi người bạn thân của mình đi lấy chồng, bạn ấy lấy một anh chàng ngoại quốc trong một câu chuyện lãng mạn tình cờ không thể tin nổi. Lúc đi bưng quả, thật lòng mình có hơi ghen tị. Mình nghĩ Chúa đã dùng hết chất liệu hay nhất để viết nên câu chuyện của bạn mình rồi, có lẽ đến lượt mình sẽ chẳng còn gì. Nhưng không phải vậy. Nếu như Chúa không giới hạn trong năng lực để tạo nên cây cỏ núi rừng, để mặc cho mỗi một loài hoa một vẻ đẹp riêng, mỗi một loài chim một tiếng hót riêng, nếu như Chúa không hề bị bí ý tưởng trong việc tạo nên nét riêng của từng con người sống trên đất, từ màu da đến mái tóc, đến tính cách và định hướng, thì Chúa cũng chẳng hề thiếu nguyên liệu để viết nên một câu chuyện đầy thú vị cho cuộc đời bạn. Hãy tin cậy Chúa, đừng ghen tị với người xung quanh, cũng đừng cố trở nên giống như họ. Vì bạn là bạn, và Chúa yêu bạn, vì Ngài đã dựng nên bạn. Chúa biết điểm mạnh, điểm yếu của bạn. Chúa cũng biết điều bạn khắc khoải chờ trông là gì. Hãy tin cậy và giao phó cho Chúa những ước mong của cuộc đời bạn. Và điều thứ ba,
Chúa có những quy luật bất biến dành cho chuyện tình cảm và hôn nhân. Bạn tưởng tượng nhé, ngày nay chúng ta có thấy phương tiện giao thông cực kỳ hữu ích cho cuộc sống không? Nếu không có xe cộ thì bây giờ chúng ta vẫn lóc cóc đi bộ. Những chuyến đi có thể tốn nhiều tháng, nhiều ngày thay vì tính bằng phút và giờ như hiện tại. Nhưng bạn có thấy có rất nhiều tai nạn bắt nguồn từ phương tiện giao thông. Tại Việt Nam, người ta ước tính mỗi ngày trôi qua có 25 người chết vì tai nạn giao thông và 70 người tàn phế suốt đời. Ok, vậy thì giải pháp là gì? Là dẹp luôn xe cộ máy móc, đi bộ cho an toàn, đúng không? Không, giải pháp là ta phải đi đúng luật, đội mũ bảo hiểm, giữ an toàn cho bản thân và người xung quanh. Tai nạn vẫn có thể xảy ra, đôi khi không phải vì ta mà vì đứa chạy ẩu phóng xe ngay bên cạnh. Chuyện tình yêu cũng vậy. Nhìn quanh, bạn thấy vô số những nạn nhân của chuyện yêu đương. Nhưng đừng đổ lỗi cho tình yêu. Chúng ta hoặc ai đó bên cạnh ta đã không đi đúng luật. Luật pháp không phải là thứ ràng buộc làm cho con người mất tự do, nhưng là những hàng rào giữ cho bạn và người bạn yêu thương được an toàn. Chúa có những hàng rào an toàn dành cho chuyện tình yêu. 1. Không quan hệ tình dục trước hôn nhân. 2. Yêu không phải là để yêu, mà còn để sống cùng nhau. Vì vậy, bạn đừng chọn người yêu không cùng tín ngưỡng và niềm tin. Mình có một người bạn và bạn ấy rất bức xúc về việc không được lấy người ngoại đạo. Bạn ấy hỏi mình, chẳng lẽ chỉ người có đạo mới đủ tốt để lấy nhau, còn người bên ngoài thì không tốt à? Nếu yêu nhau thật lòng, người ta phải được quyền đến với nhau chứ. Tại sao Chúa khắt khe vậy? Thật ra, yêu không phải vì để yêu, nhưng còn để sống cùng nhau. Tưởng tượng, bạn muốn ra Hà Nội, người yêu của bạn lại đang cần phải đến Sài Gòn. Cả hai không thể cùng lên một chuyến xe, vì giữa đường sẽ có một người phải hy sinh hành trình của mình cho người còn lại. Chúa yêu bạn, và Ngài muốn bạn được hạnh phúc trong hôn nhân. Khi sống chung một nhà, có rất nhiều khác biệt và mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Đâu sẽ là chuẩn mực để ta điều chỉnh chính mình? Đâu sẽ là thước đo để ta nhận ra mình đang đúng hay đang sai? Với mình, đó là Kinh Thánh. Kinh Thánh có thẩm quyền tối cao trong đời sống để ta điều chỉnh, thay đổi và thậm chí là hy sinh. Nếu bạn yêu một người ngoại đạo thì khi xung đột và khủng hoảng, cả hai sẽ không tìm được tiếng nói chung. Và vì vậy, chúng ta sẽ càng lấn sâu trong xung đột, trong hỗn độn và làm tổn thương nhau nhiều hơn. Không ai xây nhà chỉ để cho ngày nắng bạn ạ. Người ta xây nhà phải tính cả cho ngày mưa, cho ngày bão bùng, cho ngày mưa dầm thấm lâu. Nếu trời chỉ nắng mà không bao giờ mưa, có lẽ ta không cần xây mái hiên, không cần đào cống thoát nước, không cần sơn chống thấm, cũng không cần phải chọn vật liệu tốt. Không ai xây đời mình mà chỉ tính cho những ngày hạnh phúc ấm áp. Chúng ta phải tính cho cả những ngày mưa gió, bão bùng. Hôn nhân trong cùng niềm tin, ta có cùng chuẩn mực về chung thủy, rằng thả thính bên ngoài hôn nhân là sai. Hôn nhân trong cùng niềm tin, ta có chuẩn mực về việc vợ kính chồng, còn chồng thì phải thương vợ. Hôn nhân trong cùng niềm tin, ít nhất ta biết Chúa là đấng nhìn thấy kể cả khi không ai thấy. Và vì Ngài thấy, ta phải sống cách đàng hoàng tử tế. Thế giới nói với bạn rằng chỉ cần yêu nhau là đủ. Không, không đúng. Yêu nhau không đủ cho gì cả. Chỉ yêu thôi không đủ cho ngày bão bùng. Chỉ yêu thôi không đủ cho lúc bất trắc. Chỉ yêu thôi không đủ cho lúc tài chính bấp bênh, bệnh tật bất ngờ, bị tổn thương bởi lời nói, bị thất vọng bởi người xung quanh, gặp xung đột khó giải quyết, gặp hiểu lầm, bị thất bại. Chỉ yêu thôi không hề đủ. Vì những chặng đường cực khó đó, bạn cần có Chúa làm chủ trong hôn nhân của mình. Kinh Thánh chép, sợi dây bện làm ba, lấy làm khó bị đứt. Sợi dây thần chỉ có hai mối dây, khi bện lại với nhau thì rất dễ tách rời ra hoặc bị đứt. Nhưng khi có đến ba mối dây thì kết nối trở nên vững chắc hơn, dây cũng vì vậy mà khó đứt hơn. Khi mối quan hệ có ba nhân tố, vợ, chồng và Chúa, thì mối quan hệ đó trở nên bền bỉ, vững vàng và lâu bền hơn. Ta phải nghĩ dài hơn, xa hơn và thấu đáo hơn về chuyện tình yêu. Vì đó là chuyến hành trình cả đời. Đã leo lên chiếc xe mang tên hôn nhân, bạn không thể nhảy xuống giữa đường được. Vậy thì làm sao để tìm được một nửa? 1. Hãy nhớ Chúa muốn bạn hạnh phúc. 2. Đừng nóng ruột, đừng ghen tị. Chúa là tác giả đại tài, hãy để Ngài viết nên câu chuyện của bạn. Và 3. Nhớ là đi đúng luật.
Bạn đang nghe series podcast Bình An Giữa Những Ngổn Ngang. Đây là season 1. Season này mình nói về tổn thương, về hành trình cuộc sống và về chuyện tình yêu. Bình An không có nghĩa là không có nan đề, nhưng là học cách đối diện với nan đề, vượt qua nó và để Chúa cùng đồng hành trong chuyến đi của mình. Tụi mình đã cùng đi qua 12 tập, 12 podcast, 12 tuần được gặp bạn vào mỗi thứ sáu. Nếu bạn thích series này và muốn tiếp tục được nghe thì để lại comment cho mình biết, vì bạn là một phần của hành trình này. Tiện thể, mình cũng có một quyển sách Bình An Giữa Những Ngổn Ngang. Tại đây, bạn sẽ đọc được những truyện ngắn của Doris. Mình để link ở dưới này nhé. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe, và chúng ta hẹn gặp nhau trong phần sắp đến, xa xa mà cũng gần gần. Bye!